Pha cắt bóng của Kim Jin Seo. Di Mario. Đỗ Duy Mạnh. Đó là tình huống thổi phạt cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khi phạm lỗi với Đỗ Duy Mạnh. Thẻ đỏ rồi. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ tăng tiến của Hoàng Anh Gia Lai ở phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Tổn thất quá lớn dành cho đội khách. Cú vào bóng không cần thiết của tăng tiến với Đỗ Duy Mạnh. Tăng tiến đã vào cao chân và đạp thẳng vào đầu gối của Đỗ Duy Mạnh. Rất nguy hiểm. Pha bóng quyết liệt không cần thiết và có phần thiếu kinh nghiệm của tăng tiến. Thành số 79 Lê Văn Trường, số 5 Trần Hữu Đông Triều, số 6 Lương Xuân Trường là người đá băng đội trưởng, số 9 Nguyễn Văn Toàn. Trước khi bước vào trận đấu này thì Văn Toàn là người ngồi trên băng ghế dự bị, người đá chính cho anh là Lê Đức Lương. Nhưng trước khi trận đấu diễn ra, trong buổi tập khởi động thì Lê Đức Lương đã bị chấn thương và huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Dương Minh Ninh đã thay thế bằng Văn Toàn. Những cầu thủ tiếp theo trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai gồm có số 10 Công Phượng, số 11 Gordon Rimario, số 17 Văn Thanh, số 20 Kim Sieno, số 24 Châu Ngọc Quang, số 47 Nguyễn Tăng Tiến, số 71 A Hoàng và người đá băng đội trưởng số 6 Lương Xuân Trường. Chúng tôi xin được thông báo đội hình. Các trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài chính là ông Trương Hồng Vũ, trợ lý 1 là ông Phạm Mạnh Long, trợ lý 2 là ông Trần Duy Khánh và trọng tài bàn là ông Nguyễn Viết Duẩn. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu này, đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Một trận đấu không thể bỏ lỡ với bất kỳ ai yêu bóng đá Việt Nam. Một trận đấu của hai đội bóng có trường phái bóng đá tấn công. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi một màn trình diễn cống hiến của hai đội trên mặt cỏ Hàng Đẫy ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy mặt cỏ sân vận động Hàng Đẫy vào thời điểm này là rất đẹp. Và đây là điều kiện lý tưởng để cho hai đội bóng có thể nói có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất tại V-League 2018 vào thời điểm này. Phô diễn những gì tốt nhất của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu lượt đi mùa giải năm nay, trận đấu bù ở vòng 3 V-League 2018 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu. Đây chắc chắn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở lượt đi mùa giải năm nay. Bóng tốt của thủ môn bên phía Hoàng Gia Lai. Văn Toàn dứt điểm. Bóng đi hơi cao so với khung thành của đội chủ nhà. Một pha xử lý tự tin của số 9 bên phía Hoàng Anh Gia Lai sau đường truyền của Công Phượng. Sau trận đấu trước câu lạc bộ Nam Định thì Công Phượng đã được giám đốc kỹ thuật Trung Hê Sông có những lời nhắc nhở. Đó là trận đấu mà trong nhiều tình huống Công Phượng tỏ ra hơi cá nhân. Thực hiện một đường truyền như đặt cho Công Phượng để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Đường truyền! Đó là một pha dứt điểm luôn. Đó là pha dứt điểm của Ngân Văn Đại. Cho tới lúc này thì Ngân Văn Đại cũng đã có được một bàn thắng ở mùa giải năm nay cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đó chính là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Văn Đại. Văn Đại đã quyết định trích mũi giày ở trong tình huống đó. Một quyết định khá nhanh và táo bạo của Ngân Văn Đại. Trước khi trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra thì trận đấu bù vòng 1 V-League 2018 trên sân 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giữa đội chủ nhà Sa Lai Khánh Hòa Bỉ Việt Nam. Và LC Hóa đã kết thúc, không vào. Cú vô lê của Gordon Rimario sau quả tạt từ cánh trái của đồng đội
Bóng đi chưa đủ hiểm để có thể đánh bại được Văn Công. Cú đặt lòng của Thành Văn Công đã rất chủ động ở tình huống này với một pha khép góc chính xác. Moses ở tuyến giữa Hoàng Gia Lai thiếu một cầu thủ có khả năng càn quét tốt như Moses Oloya. Phạm Thành Lương, có lẽ khác biệt lớn nhất giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đó là trong đội hình của câu lạc bộ còn có cả những cầu thủ giữ kinh nghiệm và qua đội tuyển Việt Nam. Như vậy là trọng tài Trương Hồng Vũ đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Cú đặt lòng của Ngân Văn Đại. Quả bóng đã tìm đến phía dưới cánh tay của Tăng Tiến. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài Trương Hồng Vũ. Những quyết định đã được đưa ra và không bị rút lại. Cơ hội để đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu này. Phút thứ 22. Thử thách dành cho thủ môn Lê Văn Trường. Và đứng trước quả phạt là Văn Quyết. Văn Quyết dứt điểm, không vào. Hoan hô Văn Trường. Một pha đổ người chính xác cứu thua cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tỷ số vẫn là không đều. Văn Quyết đã không thể có được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Đã không thể đưa câu lạc bộ Hà Nội vươn lên dẫn bàn. Một trận đấu rất quan trọng. Ngay sau đó là cú dứt điểm của Moses Uroya. Chúng ta xem lại cú đá penalty của Văn Quyết không chiến thắng được thủ thành Lê Văn Trường. Đó là một pha đổ người cực kỳ chính xác của Văn Trường. Như vậy là Văn Quyết đã không làm được điều giống như mùa giải năm ngoái. Năm ngoái tại Pleiku thì Văn Quyết đã ghi được bàn thắng từ trên chấm đá penalty sau khi anh đánh bại thủ thành Tô Văn Lợi. Tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự hiệu quả của Rui Mario phản công cho Hoàng Anh Gia Lai. Một pha cản lướt của Gordon Rui Mario và đã va chạm với Trần Đình Trọng ở giữa sân. Cả Trần Đình Trọng và Rui Mario đều đang nằm trên sân và tỏ ra rất đau đớn. Vậy là cả Đình Trọng và Rui Mario đều đã đứng dậy. Văn Trường đã đoán được hướng sút của Văn Quyết. Rất hiếm khi Văn Quyết sút hỏng penalty. Và phải đến lượt về, cầu thủ này mới có thể khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Đánh đầu. Pha đánh đầu có lẽ là của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Trong khi đó thì Gonzalo vào lúc này đang khoác áo câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì những đường truyền ban bật nhỏ như trước đây thì bây giờ họ có thêm những đường truyền dài. Của trận đấu qua app VTV Sport, quý vị có thể tải app VTV Sport. Từ đầu đến giờ thì hướng tấn công của câu lạc bộ Hà Nội chủ yếu tập trung phía hành lang bên trái, nơi mà có sự xuất hiện của Thành Lương. Và Văn Sơn là một cầu thủ chơi rất chắc chắn. Cú dứt điểm, pha dứt điểm của Văn Quyết. Chúng ta một lần nữa cần phải dành lời khen cho thủ môn Lê Văn Trường. Lại là một pha đổ người chính xác để cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai. Một
cú dứt điểm Văn Quyết nhằm vào góc gần. Tình huống nguy hiểm đến sau pha chuyền bóng sai địa chỉ của Lương Xuân Trường. Trong vòng ít phút thì Lê Văn Trường đã hai lần từ chối các cơ hội của Văn Quyết. Với sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài thì đây cũng là một cơ hội để cho những cầu thủ U23 và những cầu thủ khác ghi điểm. Lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã rung lên. Đó là một tình huống đánh đầu. 1-0 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đó là một pha chạy cắt mặt cực hay của Ngân Văn Đại. Bàn thắng thứ hai của Ngân Văn Đại ở mùa giải năm nay. Bàn mở tỷ số vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Và có thể nói là một pha làm bàn cực kỳ quan trọng với đội chủ nhà. Và cắt mặt hậu vệ đối phương rất hay của Ngân Văn Đại, một trong những pha xử lý sở trường của chân sút này. Đó là lý do vì sao mà ông Chu Đình Nghiêm dành cho niềm tin vào Ngân Văn Đại. Ngoài sân lúc này chúng tôi quan sát thấy Đoàn Văn Hậu, một tuyển thủ U23 khác, trong đó có Trương Phan Thái Quý, Nguyễn Thành Trung cũng mới tập luyện trở lại và ở trận đấu ngày hôm nay đang có mặt trên hàng ghế dự bị. Đường truyền của Văn Quyết cho Oseni. Oseni đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Nguyễn Văn Đại và đưa bóng vào của Nguyễn Văn Đại, nhưng không cầu thủ nào bên phía đội chủ nhà băng vào để tiếp cận khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Hùng Dũng có thể dứt điểm, nhưng đó là một đường chuyền. Và đánh đầu cản phá của Duy Mạnh, và ngay sau đó là cú đá ngay của Công Phượng. Và tiếp bóng không tốt của số 10 Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có chiến thắng 3-2 trên sân Pleiku ở mùa giải năm ngoái, thì trên sân nhà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội lại luôn có được một sự vượt trội so với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai khi được thi đấu tại hàng đấy. Mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai. Những sự tranh chấp có thể nói là rất quyết liệt. Quả đá phạt cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau một tình huống phạm lỗi của Moses, và người bị phạm lỗi đó là Xuân Trường. Moses vào bóng rất nguy hiểm ở tình huống này. Cầu thủ này đã dẫm lên chân Xuân Trường. Hoàng Anh Gia Lai, Gordon Rimario và Kim Jin Seo là những cầu thủ có khả năng khống chế tốt nhất. Xuân Trường, cơ hội. Một cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã băng xuống để đón đường cầu bóng của Lương Xuân Trường nhưng không kịp. Bóng đi rất xoáy ở cú đá phạt này. Cả Công Phượng và Châu Ngọc Quang đều đã rất chủ động để theo đường bóng. Trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội và lúc này cũng có một cầu thủ khác cũng đá khả năng trung vệ tốt, đó là Thành Trung, một cầu thủ cũng trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam và cũng được ra sân một lần tại vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng có lẽ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm muốn mang lại cảm giác cho Văn Hậu, cảm giác bóng mà anh đã rất lâu rồi không có. Sút bóng
Pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Oseni. Nhưng trong tình huống này thì thủ thành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn phản xạ rất xuất sắc. Romario. Trọng tài xác định pha phạm lỗi của Romario. Một pha dứt điểm quá chân của Oseni. Nhưng thủ thành Văn Trường vẫn cho thấy sự tập trung và đổ người rất nhanh. Duy Mạnh. Moses Oloya. Vị trí mà Moses Oloya đang thi đấu là vị trí sở trường của Đỗ Duy Mạnh. Văn Thành. Văn Thành là một tiền đạo. Văn Thành được đào tạo để trở thành một tiền đạo, một trung phong cắm. Nhưng mùa giải năm nay, trong những trận đấu đầu tiên, Văn Thành đang phải chơi ở vị trí hậu vệ. Điều đó cho thấy là đội hình của câu lạc bộ Hà Nội phải nói là có chiều sâu lớn như thế nào. Một cầu thủ tiền đạo như Văn Thành muốn có được vị trí phải đá trái sở trường. Pha cắt bóng của Kim Jin Seo. Romario. Đỗ Duy Mạnh. Đó là tình huống thổi phạt cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khi phạm lỗi với Đỗ Duy Mạnh. Thẻ đỏ rồi. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Tăng Tiến của Hoàng Anh Gia Lai ở phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Tổn thất quá lớn dành cho đội khách. Cú vào bóng không cần thiết của Tăng Tiến với Đỗ Duy Mạnh. Tăng Tiến đã vào cao chân và đạp thẳng vào đầu gối của Đỗ Duy Mạnh. Rất nguy hiểm. Pha bóng quyết liệt không cần thiết và có phần thiếu kinh nghiệm của Tăng Tiến trong bối cảnh mà đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lại thêm chồng chất với đội bóng của huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Họ bị dứt bàn và thi đấu kém đối thủ một người. Trước bóng đang là Đoàn Văn Hậu và cả Phạm Thành Lương. Văn Hậu cú đá thẳng, bóng đi rất khó chịu, đánh đầu. Một cú đánh đầu bồi của Oseni và tỷ số được nâng lên 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đứng những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, có thể nói là đội chủ nhà đã tính toán rất kỹ ở tình huống đá phạt vừa rồi khi trao niềm tin vào cái chân trái của Đoàn Văn Hậu. Cú đá của Đoàn Văn Hậu đưa bóng đi với một quỹ đạo rất khó chịu, đập đất và khiến cho Văn Trường không thể ôm dính bóng. Oseni đã không bỏ lỡ cơ hội, ập vào rất nhanh để thực hiện cú đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 2-0. Và đây là bàn thắng thứ tư của Oseni ở mùa giải năm nay. Oseni tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại V-League 2018. Hiệp một trận đấu được chờ đợi nhất ở lượt đi mùa giải năm nay giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại với những diễn biến vô cùng sôi động, và đó là điều mà huấn luyện viên Dương Minh Ninh đã quyết định tăng cường hàng tấn công bằng việc tung Minh Vương vào sân để thay số 24 Châu Ngọc Quang. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội vào Vĩnh Thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Tấn công là lựa chọn duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong hiệp 2 của trận đấu này. Và chuyền bóng về của Văn Thành. Cơ hội.
Dường như đã có một cú phạm lỗi từ phía sau của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút thẻ vàng dành cho Ngân Văn Đại, tác giả bàn mở tỷ số trận đấu này. Trước khi Ngân Văn Đại mở tỷ số bằng một pha chạy chỗ đánh đầu cắt mặt hậu vệ đối phương, thì đội chủ nhà đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rất tốt từ chấm penalty khi đội trưởng Văn Quyết đá hỏng. Khoảng cách không quá xa so với khung thành của thủ môn Văn Công. Và ở vị trí như thế này thì Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ có khả năng thực hiện tốt. Đó là đội trưởng Lương Xuân Trường, đó là Đông Triều và Minh Vương cũng là cầu thủ đá rất hay. Còn nhớ trong trận lượt về mùa giải trước trên sân Pleiku, giữa hai đội chính Minh Vương là người đã ghi bàn thắng từ một cú đá phạt ngoài vòng cấm rất đẹp mắt để ấn định tỷ số cho đội chủ nhà. Xuân Trường, cú đá không qua được hàng rào của đội chủ nhà. Ở một góc như vừa rồi, chính là một vị trí như vừa rồi, thì Xuân Trường đã ghi được bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng. Moses. Pha chuyền bóng xuống rất hay. Nhà bóng lại xuống đó. Tỷ số là 3-0 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một tình huống tấn công rất theo bài của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Bóng được nhả sâu xuống đất biên và sau đó nhả ngược trở lại cho cầu thủ mang lên dứt điểm. Pha lập công thứ 5 của Oseni ở mùa giải năm nay và là cú đúp bàn thắng của anh trong trận đấu này. Oseni vẫn đang đạt phong độ tốt nhất từ khi chuyển sang khoác áo đội bóng thủ đô. Tỷ số lúc này thì đã giống như tỷ số hai đội gặp nhau lượt đi mùa trước trên sân Hàng Đẫy. Dẫn trước 3 bàn, rõ ràng đó là một điều kiện quá khó khăn cho câu lạc bộ đỏ. Văn Sơn vẫn còn rồi, Di Mario không được. Cú phóng ra bóng đã chạm vào tay của Di Mario. Văn Đại đã lùi xuống rất sâu để pha bóng. Moses Oloya. Thành Lương. Vẫn là Văn Quyết. Moses. Hùng Dũng đánh đầu. Moseni đã có đủ khoảng trống và thời gian và đã rất nắn nót được cú đánh đầu vừa rồi. Dứt điểm. Cú đá ngay sau đó là rất căng. Cú đá rất hay của Trần Văn Kiên. Văn Trường cũng đã cho thấy khả năng của mình. Không chỉ là cầu em út Văn Hậu và lúc này là cầu thủ trẻ nhất trên sân vào thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1999. Với khoảng cách 3 bàn và thi đấu hơn người, rõ ràng vào lúc này các cầu thủ đội chủ nhà hoàn toàn có thể chơi bóng rất thong dong. Thành Lương. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, bóng đã chạm tay một cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này.
Như vậy là bóng đã chạm vào tay của Văn Sơn sau pha chuyền bóng vào của Thành Lương. Và người thực hiện quả đá penalty có lẽ lại là Văn Quyết. Văn Quyết lại có cơ hội để mở tài khoản của mình ở mùa giải năm nay. Văn Quyết và Văn Trường. Lần này thì Văn Quyết đã lựa chọn một hướng đá khác và đã thành công. Văn Quyết có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Và tỷ số là 4-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết lựa chọn hướng khác của Văn Trường thì vẫn lựa chọn hướng bay người cũ, giống như tình huống anh cảnh cản phá cú sút phạt đền đầu tiên của Văn Quyết trong hiệp 1. Thực sự thì Hoàng Anh Gia Lai đang ở tình trạng lực bất tòng tâm. Thi đấu đủ người, Hoàng Anh Gia Lai vẫn lép vế về thế trận so với đội chủ nhà. Bây giờ phải thi đấu thiếu người, quả thật là quá khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Dương Minh Ninh để có thể làm nên điều gì đó. Và đây là lúc mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ trao cơ hội cho Quang Hải để lấy lại sự tự tin. Penalty không? Trọng tài Trương Hồng Vũ vẫn nói không. Không những vậy, ông Trương Hồng Vũ đã rút thẻ vàng dành cho đội trưởng Lương Xuân Trường vì hành vi phản ứng. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của Văn Toàn và một pha cản phá của Trần Văn Kiên. Có lẽ đó là tình huống chưa đủ để thổi penalty. Quang Hải sẽ vào sân. Và trong thế trận mà đội chủ nhà đang rất hưng phấn, đang có lợi thế rất lớn như thế này, thì Quang Hải cần phải biết cách tận dụng cơ hội để tìm lại sự tự tin, để tỏa sáng trở lại, giống như điều mà anh đã làm được trong áo đội tuyển U23 Việt Nam. Và Quang Hải sẽ vào sân. Có lẽ là thay Phạm Thành Lương. Ở trong trận đấu trước gặp Bình Dương thì Quang Hải cũng vào sân và thay thế cho Nguyễn Văn Đại. Ở mùa giải năm ngoái, Quang Hải đã ghi được 5 bàn thắng cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, trong đó có cú đúp vào lưới của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, và một trong hai bàn thắng đó là một siêu phẩm sút xa, có thể nói là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại V-League 2017. Gần như mỗi khi Quang Hải ghi bàn là anh lại tạo thành những siêu phẩm. Thành Lương, một cựu binh của câu lạc bộ Hà Nội ra sân, nhường chỗ cho đàn em Quang Hải. Trần Văn Kiên phá nhà bóng trở lại, dứt điểm một chạm. Tỷ số là 5-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Và đó đúng là điều mà các cổ động viên của đội bóng thủ đô đang chờ đợi. Quang Hải đã lập công bằng một pha đặt lòng cực kỳ chính xác sau pha nhả bóng lại của đồng đội. Pha đặt lòng phải nói là đẳng cấp của Quang Hải.
Hoàng Gia Lai đã vỡ trận. Bây giờ sẽ là sự thay đổi cầu thủ cuối cùng bên phía đội khách. Tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình vào sân thay Công Phượng. Chúng ta xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Quang Hải. Phát đặt lòng quá nhanh. Bàn thắng vừa rồi có thể sẽ là bước ngoặt với Quang Hải. Trận đấu đã bước sang phút 70 và tỷ số lúc này đang là 5-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Hà Nội. Một trận thắng đậm của đội chủ sân hàng đấy trước câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trong quá khứ có thể nói là chiến thắng đậm nhất của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trước Hoàng Gia Lai đó là chiến thắng 6-2 vào năm 2011, vào thời điểm mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội lúc đó có tên là câu lạc bộ Hà Nội TVT. Rồi, không vào, vẫn còn, không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Hoàng Gia Lai, nỗ lực của cầu thủ áo đỏ, nhưng vẫn chưa có một bàn thắng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Rất đáng tiếc cho những nỗ lực của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Không hề có lỗi việt vị bằng tình huống chuyền bóng của Di Mario. Quang Hải, một pha băng xuống rất nguy hiểm. Đó là tình huống băng xuống của Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại có thể sẽ là một trong những cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo chấm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lê Văn Sơn. Lỗi thuộc về Đoàn Văn Hậu. Xuân Trường đánh đầu. Cú đánh đầu của Gordon Di Mario. Duy nước có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Những cú đá phạt của Xuân Trường bóng bao giờ cũng đi rất khó chịu với hàng phòng ngự của đối phương, nhưng lại là cực kỳ thuận lợi cho đồng đội của mình. Đánh đầu, vẫn không có bàn thắng danh dự cho Hoàng Anh Gia Lai. Lần này là pha không chiến của Kim Jin Seo. Tỷ số 5-0 cho tới lúc này là một cách biệt quá lớn, là một tỷ số mà có lẽ là những người lạc quan nhất không nghĩ là đội chủ nhà Hà Nội có thể có được. Trong lịch sử cho tới thời điểm này thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chỉ có 2 lần để thua trước câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trên sân nhà. Đó là lần đầu tiên vào năm 2009 khi mà câu lạc bộ Hà Nội TVT lúc đó chính thức thăng hạng. Văn Toàn, vẫn là pha đẩy bóng của Văn Toàn, không vào. Trên khán đài, huấn luyện viên Passer vẫn đang theo dõi rất kỹ càng những bước chạy có lẽ là của các cầu thủ trò tại trong đội tuyển của U23 Việt Nam. Điểm đáng khen của các cầu thủ Hoàng Gia Lai cho tới hôm nay đó là nỗ lực, không biết mệt mỏi, họ vẫn đang nỗ lực để có được bàn thắng danh dự.
Văn Toàn đã thi đấu rất cố gắng trong những tình huống bóng đã qua. Ở mùa giải năm ngoái thì Văn Toàn đã được nhận giải thưởng Fair Play. Vòng đấu thứ 5 thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ tới làm khách trên sân của câu lạc bộ Sài Gòn. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ thi đấu tại Hòa Xuân gặp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Quang Hải sút bóng từ chân trái, Quang Hải đã quyết định giật sang chân phải để thực hiện cú dứt điểm để tạo ra sự bất ngờ, bởi vì thường thường các cầu thủ sẽ bắt những tình huống dứt điểm ở chân trái của Quang Hải. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Quang Hải đã có một pha xử lý đầy bất ngờ. Cũng giống như mùa giải năm ngoái thì Quang Hải đã có một tình huống đi bóng có thể nói là rất khéo léo, một pha đi bóng kiểu AB và khiến cho cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Văn Quyết. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Nhà bóng lại rất hay, Văn Quyết cú sút ngay. Văn Trường đã bắt dính bóng. Văn Thành. Trận đấu bù vòng 1 diễn ra cùng giờ trên sân Thống Nhất giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An lúc này đang có tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách Sông Lam Nghệ An. Trước đó thì một trận đấu bù vòng 1 khác đã sớm hơn đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đội chủ nhà Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam trước đương kim Á quân FLC Thanh Hóa. Văn Toàn. Văn Toàn đã bị Văn Thành phạm lỗi. Sau trận đấu này thì các đội sẽ nghỉ ở giải V-League để thi đấu cúp quốc gia với loạt trận diễn ra vào cuối tuần. Vào ngày 9 tháng 4, câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp câu lạc bộ Đắk Lắk, một đội bóng ở giải hạng nhất. Tình huống phối hợp đá phạt không thành công của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi câu lạc bộ Hà Nội tiếp câu lạc bộ Đắk Lắk thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp Than Quảng Ninh tại Pleiku. Vòng đấu thứ 5 của V-League sẽ trở lại vào sau gần 2 tuần nữa. Hoàng Gia Lai sẽ làm khách trên sân Thống Nhất trước câu lạc bộ Sài Gòn. Moses. Đó là cú dứt điểm của Oseni. Sang ngang đã cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai. Đã không có cú hat-trick dành cho ngoại binh Oseni. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng chạm sang ngang và đã bật ra ngoài. Quang Hải. Pha đánh đầu trong thế hơi với của Đoàn Văn Hậu. Đông Triều.
Văn Toàn. Rất có thể đây sẽ là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất trong những lần gặp nhau gần đây giữa hai đội. Trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Có lẽ chúng ta vẫn đang chờ đợi bàn thắng danh dự của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đường chuyền của Minh Vương. Trận đấu sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi hơn ở trong hiệp thi đấu thứ hai nếu như Hoàng Anh Gia Lai không mất người ở phút bù giờ của hiệp 1. Chiếc thẻ đỏ dành cho Tăng Tiến. Đó là thời điểm mà Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ đang bị dẫn một bàn. Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Moses. Cái chân ma thuật của Quang Hải. Pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm của Văn Thành. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Với chiến thắng này thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ có được 10 điểm. Và hiệu số của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ là vượt lên trên câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Chỉ số đối đầu là chỉ số được tính đến đầu tiên, nhưng khi mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Than Quảng Ninh chưa gặp mặt nhau ở mùa giải hôm nay thì rõ ràng những hiệu số phụ khác như hiệu số bàn thắng thua với hiệu số bàn thắng thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đang là đội bóng có được hiệu số tốt hơn. Quang Hải đường nhà bóng lại, sút bóng không vào. Suýt chút nữa thì Oseni là người lập hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù để thủng lưới tới 5 bàn trong trận đấu ngày hôm nay nhưng thủ thành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở trong trận đấu này vẫn phải nói là thi đấu tốt. Vẫn phải dành những lời khen tặng cho thủ thành Văn Trường của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã chơi tập trung và có những pha cản phá tốt ở trong cuộc đối đầu này. Văn Quyết, Quang Hải, Quang Hải vào sân và đã thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của mình. Rimario, chiếc thẻ vàng được rút ra cho Di Mario. Và chiếc thẻ đỏ dành cho Văn Thành. Văn Thành đã không kiềm chế được cái đầu nắm của mình. Đây là một điều hoàn toàn không cần thiết. Đội bóng của anh đang dẫn trước 5-0. Văn Thành có lẽ đã muốn trả đũa lại đối với pha vào bóng của Rimario dành cho Văn Quyết.
và chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Văn Thành. 3 phút là khoảng thời gian đá bù giờ còn lại của trận đấu. Quang Hải. Văn Quyết rất thoải mái. Không được. Pha xử lý có phần rườm rà của Oseni. Anh đã không quan sát thấy một cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang đứng rất trống ở phía hành lang bên phải. Tuy nhiên cũng là điều dễ hiểu ở thời điểm như này khi đã dẫn trước tới 5 bàn và trận đấu cũng đã đi đến thời điểm kết thúc, thì hoàn toàn có lý do để Oseni có thể phô bày được kỹ thuật cá nhân của mình. Đó là điều mà hoàn toàn dễ hiểu thôi. Như vậy đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không có điểm tại sân vận động Hà Nội. Trong 3 năm trở lại đây thì họ đều đã để thua trước câu lạc bộ chủ nhà. Và trong 2 năm trước thì đều chiến thắng 3-0. Năm nay thì câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng đậm hơn với tỷ số 5-0. Đáng nhẽ ra Hoàng Anh Gia Lai sẽ không để thua như thế này. Một tình huống vào bóng thiếu kiểm chế của Tăng Tiến rõ ràng đã ảnh hưởng rất nhiều tới thế trận của ngày hôm nay. Xuân Trường, những giây cuối cùng của trận đấu, Hoàng Gia Lai vẫn đang cố gắng để tìm kiếm cú dứt điểm. Pha dứt điểm từ xa đầy bất ngờ của Lương Xuân Trường, nhưng vẫn không có bàn thắng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Cùng vào thời điểm này thì tiếng còi của trọng tài đã nổi lên, khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu đã khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về phía câu lạc bộ chủ nhà. Một chiến thắng đậm của câu lạc bộ Hà Nội trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quang Hải đã chạy ra và an ủi những người đồng đội của mình tại U23 Việt Nam. Quang Hải ít phút vào sân và đã thể hiện được khả năng của mình. Với chiến thắng này thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ có được 10 điểm và chia sẻ ngôi đầu bảng cùng với câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh.